Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cá Cảnh La La Guppy. Thì hôm nay bên mình có về một số thùng hàng. Thì hôm nay mình sẽ đập thùng với bạn cùng xem trong đó có những gì nha bạn. Thì mình cũng xin cảm ơn các anh em chơi Guppy trên Facebook đã đọc được cái bài đăng của mình á, và giới thiệu những cái dòng cá rất là đẹp cho bên shop của mình nha bạn. Đó, thì hôm nay về rất là nhiều dòng luôn. Thì hiện tại bên shop mình có khoảng tầm trên 30 dòng nha bạn. Thì trong video này mình chỉ quay một số những cái dòng mới cho các anh chị em xem thôi. Còn những cái dòng cũ mà mình đã quay rồi như HB Ro hay là rồng đỏ, rồng xanh, Dumbo, Ribbon vậy đó, thì hiện shop mình vẫn có, nhưng mà mình sẽ không có quay lên video này nữa nha bạn. Rồi, đây là lure tắc răng mới về nè bạn. Thì mình sẽ quay phía dưới cho bạn xem trước, rồi tí nữa mình cho tụi nó lên hồ á, mình sẽ quay cái clip nhìn ngang cho các bạn nha. Đó, đây là đều là những con cá mà các anh chị em trên Facebook đã thấy bài đăng của mình và chào hàng mình nè bạn. Con nào con nấy cũng rất là to, rất là mập, đuôi rất là bự. Tiếp theo là Lurat nè bạn, rất là bự luôn. Có nhiều con phin rất là dày, sắc phin luôn. Đó. Thì hiện bên mình vẫn có đơn hàng đi tỉnh bình thường nha bạn. Thì bạn nào mà xem được video của mình thì tranh thủ đặt hàng sớm nha, vì đây là toàn là cá mới lên các bạn. Các bạn nào ở gần thì có thể qua shop để lựa những con cá ưng mắt cho mình nha bạn. Thì mình nhắc lại, hiện tại bên mình có khoảng hơn 30 dòng từ mới tính cũ cho các bạn tha hồ lựa chọn luôn nha bạn. Rồi, mình xin phép được bắt đầu show những con cá trên hồ kính nha. Rồi, dòng đầu tiên thì mình muốn gửi đến các anh chị em, đây là dòng Full Platinum Ribbon. Thì cái dòng này thì theo mình đánh giá là nó khá khó nuôi nha các bạn. Đó, thì bên mình đang bán combo một trio, một trống, một máy ribbon và một máy thường là 200k nha các bạn. Sẽ ưu đãi cho các bạn xem được video này. Thì khi các bạn đến mua cá thì nếu mà mua dòng này thì nhớ nhắc bên mình để bên mình áp dụng cái chương trình ưu đãi cho các bạn nha. Thì theo kinh nghiệm của mình á, thì cái dòng mắt đỏ Full Platinum này khá là khó nuôi nha bạn. Khó nuôi hơn Full Red nữa. Thì các bạn nào mà mới chơi thì mình nên cân nhắc nha. Rồi, tiếp theo là tới HB Lu nha bạn. HB Lu Ribbon Fin. Thì hiện tại bên mình đã lên được trống gen cho cái bầy này rồi nha bạn. Thì bán theo một cặp, một trống gen, một máy ribbon thì sẽ là 200k. Giá như cũ nha bạn, 200k một cặp HB Lu Ribbon. Có nhiều con đuôi, bản đuôi rất là to và phin si rất là dày. Hiện tại mình làm video này cũng khuya rồi bạn, cũng hơn 12 giờ rồi. Thì mình xin được phép nói không quá lớn để tránh ảnh hưởng tới người khác nha bạn. Các bạn xem được thì thông cảm nha. Đấy, HB Lu Ribbon, các bạn nhìn video đi, rất là đẹp và cá rất là khỏe. Rất là khỏe luôn, đuôi rất là to. Đó, có nhiều con form rất là đẹp, phin thì rất là dựng. Đặc biệt là rất là dễ ăn nha bạn. Mình cho ăn trùng, ăn atomia, ăn cám gì nó cũng ăn hết á. Dòng mắt đen mà bạn, rất là khỏe và rất là lanh. Dòng này thì khá là dễ nuôi nha bạn. Mắt đen nè, nên nó sẽ dễ nuôi hơn là những mắt đỏ. Rồi, tiếp theo là tới Tiger King Cobra. Tiger King Cobra này thì mình không có cho ăn gì á bạn. Nó tự động nó bu tới á, nó rất là lanh. Đó, thì bên mình đang bán là 100k một cặp bán lẻ và combo 3 cặp là 250k. Đó, thì đối với các bạn nào mà mua hàng ở shop mình á, thì nếu mà các bạn qua mua hàng tại shop á, thì bên mình đều có ưu đãi cho các bạn thêm nữa nha. Đó, đây là Tiger King Cobra. Số lượng còn khá nhiều cho các anh chị em lựa chọn luôn. Đó, 100k một cặp và 3 cặp là 250k. Đó, cá này form khoảng 3 tháng về là có thể đẻ liền nha bạn. Đó, và khá là khỏe. Những dòng mắt đen thì rất là khỏe. Đó, thì cái này thì mình cũng có thể cho ăn cám bình thường nha bạn. Cám 2/3, cám 3/5. Đó, nó đều ăn rất là trâu luôn. Đó, và đẻ rất là nhiều. Đó, các bạn nào mà thích vằn vện hổ báo thì có thể mua dòng này về chơi nha. Tiger King Cobra. Rồi. Tiếp theo đây là dòng lưu tắc răng. Dòng này thì mình đang sale cho các bạn chơi thủy sinh. Đó là 60k một cặp và 150k 3 cặp. 150k 3 cặp này nha bạn. Trống bản đuôi khá là to, màu khá là xanh. Khi mà mình ánh đèn vô á, nó rực ánh cái màu xanh dương lên các bạn. Kể cả trống và mái luôn. Cái này sai khoảng hơn 3 tháng nha bạn. Có thể đẻ khá là nhiều á. Và khá là khỏe. Đó, các bạn thấy đi, nó khá là lanh luôn.
và dòng này rất là trâu, cực kỳ trâu luôn và đẻ rất là nhiều luôn. Nếu các bạn nào có chơi lưu tặc răng rồi thì biết nó đẻ số lượng siêu khủng. Bạn nào mà chơi hồ thủy sinh hoặc là nuôi hồ non bộ ngoài trời thì có thể mua dòng này rồi nha. Đó, 150k cho 3 cặp lưu tặc răng. Đó, nó đẻ đầy luôn, trống bản nuôi rất là to. Đó, bơi rất là tung tăng, rất là khỏe. Đó, chỉ là 150k thôi nha các bạn. Đó, 150k cho 3 cặp lưu tặc răng. Rồi. Rồi, tiếp theo đây là một dòng khá là cổ nha các bạn. Đây là dòng Yellow Lay các bạn. Đó, thì dòng này chủ yếu là nếu mà các bạn nó chơi lâu á thì mình sẽ chơi cái hoa văn chiếc trên người con cá. Đó, thì mình thấy là những con này form khá là đẹp và sai khoảng cũng tầm 3 tháng và đã bắt đầu mái ôm trứng rồi. Đó, thì giá của dòng này là lẻ là 150k và 3 cặp là 400k. 400k nha bạn. Các bạn qua mua cá tại shop thì nhớ nhắc lại là cái chương trình bán hay combo cho các bạn xem được video này nha. Đó, 400k cho 3 cặp Yellow Lay. Đó, các bạn thấy trên clip là mái đã ôm bầu quá rồi. Thật sự là cũng không có gì cho nó ăn đâu bạn. Đó, bỏ một ít Atomy còn dư của shop á, nó ăn nó bu rồi rất là dữ luôn. Cá rất là lanh, rất là khỏe nha. Mình xin nhắc lại đối với các đơn hàng ship tỉnh á, thì bên mình có bảo hành nha bạn. Bảo hành đến tay người nhận nha. Nếu mà trong trường hợp mà có cá mà có bị vấn đề gì thì có thể nhắn tin lại cho mình hoặc nhắn tin lại cho shop thì mình sẽ hoàn lại cái tiền đó hoặc là bồi thường cho các bạn những cặp cá khác nha bạn. Nên các bạn ở tỉnh cứ yên tâm nha. Đó, trước giờ bên mình chưa có bị vấn đề gì về cái này hết. Rồi, tiếp theo các bạn là đây là dòng Lurat các bạn. Hồi nãy mình quay ở dưới á, bây giờ mình bỏ lên hồ sơ các bạn xem á. Đây, cái này mình cũng bán cho bạn là 400k 3 cặp xài 3 tháng. Trống gen, các bạn thấy không? Trống gen. Máy khá là căng, phin rất là cao các bạn thấy không? Phin dữ không? Nhắc lại giá 400k 3 cặp và lẻ là 150k một cặp. Đó, như có con máy trong video các bạn. Đó, quay dữ chưa? To lắm, cái này mua về là đẻ liền luôn. Hồi nãy mà khi mà đóng gói lên á thì nó đẻ rất là nhiều luôn bạn. Và mình có dứt các con ra, tí mình sẽ quay cuối clip cho bạn xem. Đó, Lurat Dipbong 400k 3 cặp nha. Thì theo chia sẻ cái kinh nghiệm của mình á thì dòng này cũng khá là dễ nuôi, nhưng mà có cái điều á, do cái màu xanh của nó Lurat hay là Lutubat á, thì khi mà cái đời con nó ra thì nó sẽ hay bị nhiễm nha bạn, chủ yếu là nhiễm đỏ. Thì khi mà đẻ ra thì mình có thể lược lại cá để mình chơi cho ưng mắt nha bạn. Đó, đây là dòng Lurat khá dễ nuôi nhưng mà cái tỷ lệ nhiễm thì cũng cao. Đó, Lurat Dipbong 400k 3 cặp, máy size 3 tháng, ôm trứng, mua về là có thể đẻ liền cho các bạn có một bầy cá con chơi luôn. Đó, các bạn thấy cái con phin si dữ không? Đó. Rồi, kế bên hồ nó là cái hồ rồng xanh Indo nữa bạn. Bên mình cũng còn khá nhiều nên sale cho các anh chị em xem được video là 880.000, 80.000 một trio một trống hai mái nha bạn. Một trio một trống hai mái là 80. Rồi tiếp theo phía dưới mình có Dumbo mà. Dumbo Big Air, tay bơi khá to. Bên mình đang bán tại shop là 80 một cặp và combo 3 cặp là 200. Loại này nha bạn, Dumbo Big Air, trống khá là đẹp luôn. Và mình thấy mái cũng khá là đẹp, đuôi khá là màu sắc, khá là full. Đó. Đó. Các bạn xem tại shop mà thấy cái dòng nào in thấy mà hợp mắt á, muốn mua số lượng nhiều thì có thể inbox cho mình, đặng mình thỏa thuận cái giá cả hợp lý cho các bạn nha. Đó. 200k 3 cặp Dumbo Big Air. Cá khá là khỏe nha bạn, size 3 tháng. Đó, bây giờ nhìn con trống á, tại bơi khá là đẹp luôn. Thì sinh rất là thích. Rồi tiếp theo tới coi sọt. Coi sọt này bên mình đang bán là lẽ là 120k một cặp và combo 3 cặp là 300k. Cá rất là to nha bạn, nó khoảng cái ngón út của mình á và nó ăn uống rất là lanh. Đó, các bạn nhìn những con trống đi, đẹp ghê không? Coi sọt á, máy cũng khá là unu luôn. Đó, sau này thì có thể sinh sản tốt rồi nha bạn. Đó, coi sọt 300k 3 cặp coi sọt. Đó, nhìn nó như những cái chú lùn luôn, rất là đáng yêu. Đó, coi sọt ăn uống rất là khỏe. Đó, bơi tung ta tung tăng luôn. Đó, với nhau thì bên mình dòng này thì mình cũng mới về, đa số là mới hết nha bạn. Thì các bạn có thể tranh thủ qua shop để lựa những cặp cá đẹp nhất và ưng mắt nhất để cho mình nuôi hoặc làm giống nha. Rồi tiếp theo đây là coi đỏ Sinea. Đó,
coi đậu xanh yên đó bạn. Thì như video mình làm gần đây nhất á, thì coi gen vẫn có thể đẻ ra coi red ear nha bạn. Đó, tại vì bố mẹ của tụi nó là red ear rồi đó, thì do nó không có lên tai thôi. Thì con của tụi nó thì có thể giống với cái đời trước nha. Coi gen ear bên mình đang bán 203 cặp luôn nha bạn. Lẻ là 80 một cặp, 80 một cặp và combo 3 cặp là 200k. Bên mình có size cói bự hơn, size giống 4 tháng bự hơn thì là 300k 3 cặp. Còn size loại này size 2 tháng hơn là 200k 3 cặp. Rồi, tiếp theo qua dòng mới nha. Rồi, tiếp theo là full gold ribbon Vinci. Bên mình vừa lên thêm loại này, gold ribbon Vinci, các bạn nhìn đẹp chưa? Vàng khe, vàng rực luôn. Đó, combo 1 cặp. Một cặp bán lẻ là 150 và combo 3 cặp là 400, giá vẫn như cũ. Tha hồ cho các bạn lựa chọn luôn những con Vinci size hơn 3 tháng, ôm bầu rất là nhiều. Đó các bạn nhìn đi, thích chưa? Trống máy Vinci dày, tay bơi dài nữa. Đó, chỉ 400k 3 cặp loại này. Có ship tỉnh toàn quốc luôn nha bạn. Ăn uống rất là khỏe luôn. Đó. Đẹp chưa? Đó. Nó rất là háu ăn luôn. Không có cái gì đó mà nó rất là sung đó các bạn. Đó, full gold Vinci 400k 3 cặp. Đó, rồi. Rồi, thêm một dòng nữa nha các bạn. Dòng này là Bingu Vinci tay bướm. Bingu Ribbon Vinci tay bướm. Dòng này khá là tơ, tầm 2 tháng. Đó, cá này chuẩn làm giống, chưa bầu lần nào hết, khá là tơ, size khá là nhỏ. Đấy, bên mình đang xe loại này là 200k một cặp và combo 3 cặp là 500k. Đó, nhiều con máy Vinci đúng si luôn nha các bạn. Đó, chống phim đúng si luôn. Đó. Các bạn tha hồ mà lựa. Đây, còn đây là clip mình bắt ra mình show cho bạn xem nè bạn. Cá như clip nha, các bạn thấy máy không? Đó, máy con nào cũng Vinci hết, chứng tỏ là gen rất là tốt. Đó, các bạn nào yêu thích màu vàng, mạng kim hoặc là hợp mạng các bạn á, thì mình có thể mua về mình chưng nha các bạn. Đó, Bingu hay còn gọi là Tuxedo Gold. Đây, giá lẻ là 200k một cặp, combo 3 cặp là 500k. Đó, các bạn có thể qua shop và tha hồ lựa chọn luôn. Đó, rất là đẹp, có thể làm giống cũng được. Đó, màu vàng của nó giống như là hoa mai vậy các bạn. Đó, hoa mai vàng các bạn. Đó, những con máy khá là tơ. Đó, mà có cả cọng phin của nó các bạn. Cái cọng ribbon của nó chứ. Cái cọng ribbon nó cũng dàn khe luôn. Những con máy và những con trống ribbon đều lên vàng hết. Chứng tỏ là bộ gen khá là tốt. Có thể là lên màu rất là đẹp nha các bạn. Đó. Đó, thì mình thấy các bạn chơi thì cũng khá hết loại này. Nên các bạn nào mà thích thì có thể nhanh tay inbox cho mình nha. Để sở hữu những cặp Bingu vàng khe này. Rồi. Rồi tiếp theo cũng là một dòng khá hot trên thị trường hiện nay. Albino Coin Shot. Đây, Albino Coin Shot nha bạn. Đó, Albino Coin Shot. Cái này thì hiện tại mình thấy các bạn tìm Albino Coin Shot Ribbon khá là nhiều. Đó, thì theo kinh nghiệm của mình thì có nhiều anh chơi thì sẽ đập chống Albino Shot với máy Will Ribbon để ra được bộ Albino Coin Shot Ribbon nha bạn. Thì bên mình đang bán bộ này là 300k một cặp, combo 3 cặp là 800. Đó, 300k một cặp và 3 cặp là 800k nha bạn. Đó, chống chuẩn làm giống luôn, khá là đẹp. Đó, bên mình cũng có bán wheel shot nữa nha bạn. Đó, thì quay hết cái hồ này mình sẽ quay cái hồ wheel shot cho các bạn xem. Đó, các bạn nào mà thích lại giống để làm ra bộ Albino Shot Ribbon thì có thể làm thử. Thì cái này theo kinh nghiệm bản thân mình thôi nha bạn. Mình thấy người ta làm thì mình chia sẻ thôi nha. Đó, chứ không có ý gì hết. Đó, thì bạn nào thấy thích hay thì có thể làm theo, còn không thích thì thôi nha. Đây, wheel shot ribbon. Đây, size khá là to luôn. Nó bọc ú luôn rồi các bạn. Đó, wheel shot ribbon bên shop mình. Rồi, wheel shot ribbon này thì bên mình bán là 350k một cặp nha các bạn. Và combo 3 cặp là 900. 350k một cặp và 3 cặp là 900k. Đó, khá là khỏe, bao khỏe, bao ship luôn, ship mọi miền đất nước luôn nha bạn, đảm bảo vấn đề không sao hết, cá rất là khỏe. 300k một cặp và combo 3 cặp là 900k. Đó, thì đặc biệt cuối tuần bạn nào mà có qua shop mua thì
thì mình có thể cho một vài con cá con của những cái con cá bên tiệm mình sinh sản ra nha bạn, để cho các bạn dự thảo thi sinh hay gì đó nha. Rồi tiếp theo là dòng cũ rồi bạn, rồng tím ribbon 150k một cặp, và combo 3 cặp là 400 nha bạn. Rồng tím ribbon khá là to, mái bầu đó bạn, bản đuôi khá là tia luôn. Dòng này thì khá là cổ rồi, cũng kén người chơi lắm đó, nhưng mà mình đánh giá bộ này khá là đẹp, vây khá là căng luôn, căng tròn luôn, không nhiễm gì hết, rất là khỏe, rất là khỏe luôn nha bạn. Đặc biệt nuôi ngoài trời hay nuôi thủy sinh rất là đẹp đó, đẹp chưa, rồng tím ribbon đó, mình rất là thích cái bộ này luôn, đẹp lắm. Rồi tiếp theo tới full deck, đây lên lại full deck cho bạn, số lượng 15 cặp, giá 300, giá là 250k một cặp, và combo 3 cặp là 500k nha bạn. Full red BDS đây, những con trống không có cho ăn gì hết các bạn, mà nó sừng cái bay lên kìa, bạn thấy đẹp chưa đó, 500k 3 cặp này nha bạn đó, rất là đẹp luôn, đỏ rực. Đó, đuôi khá là to to đùng mà vây khá là dữ. Rồi kế bên hộ trống là hộ mái nè đó, mái cái đó này bạn đó, size cũng khá là to, khoảng 3 tháng, con nào cũng vây khá là đẹp luôn bạn đó, vây khá là rủ đây, rủ chưa đó, 500k 3 cặp full red BDS nha bạn, 500k thôi đó, mái nào cũng ôm trứng hết rồi. Đó, thì mình tách chống máy ra riêng luôn nha bạn. Đó, nhưng mà đặc biệt những dòng mắt đỏ này các bạn mới chơi nên lưu ý nha, nó hơi khó nuôi đó. Rồi tiếp theo là thấy ốc, chương trình giới thiệu ốc táo 10.000 một con, và 10 con là 80.000. Bên mình lên rất là nhiều ốc táo luôn, ốc táo vàng, ốc nâu, rồi mấy con bị đóng rong màu xanh, màu trắng gì đầy đủ luôn nha, thích màu nào có màu đó nha, 80k 10 con nha các bạn. Rồi lên tiếp Lutobat Ribbon đó, trong quá trình unbox khui hộp thì nó đã đẻ trong bịch luôn rồi các bạn, nó đẻ quá trời đẻ các con luôn các bạn thấy không đó. Rồi combo này là 150k một cặp nha, 3 cặp 400 luôn đó, vừa trong bịch ra luôn, chưa ai lựa nha các bạn, thứ bảy thì ai rảnh thì tranh thủ qua lựa trước, nhiều con phin nha. Đó, mình lấy chống gen rất là nhiều cho các bạn luôn á, để đảm bảo sinh sản nha bạn. 400k 3 cặp, 150k một cặp nha. Rồi Lutobat đó, con nào cũng đuôi xanh le luôn đó, cá rất là đẹp. Rồi tiếp theo đây, lên lại coi đỏ cho bạn đây, coi đỏ ribbon. Cái này là nó có gen e nha bạn, nhưng mà không có e thôi. Coi đỏ ribbon đây, có nhiều con phin khá là đẹp đó các bạn thấy không, nhỏ nhỏ mà phin lên đẹp ghê không, dựng đứng luôn, 150k một cặp treo luôn. Lúc trước mình bán 250k nhưng mà bây giờ bán 150k thôi, 150k một cặp nha bạn, 3 cặp 400 này là máy đó. Tí mình quay chấm các bạn coi, con nào cũng lú nhú tài hết đó, full luôn cũng có nữa, bộ này khá là đẹp luôn, tranh thủ nha bạn. Chống nè, phê chưa, chống đẹp chưa, đỏ rực luôn, ra tay hết luôn nha bạn đó, con nào cũng ra tay hết á, mà chỉ có 400k 3 cặp thôi, cá mới lên luôn, chưa ai lựa hết đó. Các bạn nào mà coi được video thì tranh thủ qua lựa sớm nha đó, đẹp chưa, chống của nó đó đó, 150k một cặp và 4 cặp là 3 cặp là 400. Rồi tiếp theo đây đó, mình vớt cá con này nè bạn, quá trời cá con luôn. Cuối tuần bạn nào qua mua thì cho một ít về nuôi nha bạn đó, cho ít cá con mấy cái dòng này về nuôi đã lắm, nhiều lắm đó, tại vì cá con bên tiệm mình không có nuôi đó, nên cho các bạn luôn. Rồi lên tiếp shop về Atomia, quá trời luôn, quá trời Atomia lon xanh luôn đó. Thì cái này thì bên mình bán 500.000 một lon nha bạn đó, có bán trên Shopee nữa, Shopee thì mình có để cái link dưới của Khoa nha bạn đó. Rồi lên phụ kiện nè, Echabio 100 ul, 100 ul một chai,
Đó, tiếp antibio, mua quá trên antibio luôn, mùa mưa các bạn mua chữ thủ. Rồi bionoc 123, rồi có đồ test pH luôn nha bạn, 25k. Rồi kết thúc video đây nha.